sức với tiếng tivi đang xem dần bản tin đầu ngày. Mẹ cùng bà loay hoay nấu ăn, một cảm giác rất thân quen. Tôi rất thích kinh sách luôn, nhất là khi mà thầy Tường hướng dẫn nữa, là tại vì trong thầy Tường có phát ra một cái năng lượng dòng chảy trong cái sách luôn, và nó mãnh liệt, nó dịu dàng, nó cuốn hút. Và khi tôi tập kinh sách flow thì cơ thể và tâm trí của tôi cảm thấy rất là hưng phấn, đơn giản là như thế mà giờ đã lớn như này. Năm vừa qua làm ta nhiều khi là mình bị đau lưng khá là nhiều. Điều nhưng mà ai khi cũng mình tập xong chờ rồi, ai cũng hay bị bệnh vặt nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ thì khỏe. Bữa cơm nào cũng có gia đình ở bên thì vui biết bao nhiêu. Mẹ sẽ gấp cho bà, bà gấp cho nó còn con đưa người nằm vô đúng kỹ thuật, chỉ kết nối được với cơ thể của mình, kết nối được với âm nhạc. Bên tai thật vui biết bao nhiêu. Mình rôm ra chuyện cho quên hết nỗi lo, nụ cười sẽ vang thật to. Xem phim ta bận nhớ tiếp theo thế nào, dường như anh nam chính vẫn còn chưa quên người cũ đâu. Con người ta dường như càng lớn càng biết quý những kỷ niệm hơn, càng biết quý gia đình, biết quý yên bình, biết quý những điều thật tình. Đôi lần trong cuộc sống làm ta phải nén nước mắt vào trong. Điều ai cũng mong chờ, ai cũng hy vọng là phút giây được xa vào lòng. Bữa cơm nào cũng có gia đình ở bên thì vui biết bao nhiêu. Mẹ sẽ gấp cho bà, bà gấp cho con gấp cho anh chị em. Tiếng chương trình năm mới rộn ràng bên tai thật vui biết bao nhiêu. Mình dòng ra chuyện cho quên hết nỗi lo, nụ cười sẽ vang thật to. Hãy subscribe.